the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của LBD Vlog. Thì hôm nay video tiếp theo này tôi sẽ thực hiện một thử thách. Thử thách này là tôi sẽ đổ người vào vỏ trứng. Thử thách đổ người vào vỏ trứng các bạn. Và ở đây tôi đã chuẩn bị ghế và trứng và hai cái đệm để đổ người vào trứng các bạn. Bây giờ để thực hiện video này tôi sẽ xếp vỏ trứng lên trên này các bạn nhé. Xếp vỏ trứng này và tôi sẽ đứng lên chiếc ghế này, đứng trên chiếc ghế đằng sau tôi, và tôi sẽ đổ người tự do vào trứng. Tôi sẽ cởi bỏ chiếc áo ra để thực hiện video nha các bạn. Ok, và bây để thực hiện video thì tôi sẽ xếp vỏ trứng nha. Let's go. Ok, và tôi đã chuẩn bị xong thử thách đổ người vào vỏ trứng các bạn. Đây vỏ trứng. Và ngày vỏ trứng chắc đủ các bạn. Và bây giờ tôi sẽ chuẩn bị thực hiện thử thách các bạn. Tôi sẽ bỏ chiếc áo này ra và tôi sẽ đứng lên chiếc ghế màu xanh kia và đổ người xuống các bạn nhé. Xem như thế nào nhé. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu thực hiện nhá các bạn. Bắt đầu nhá. Ok, và bây giờ tôi sẽ bắt đầu thực hiện thử thách đổ người vào vỏ trứng các bạn. Bắt đầu nhá. Strength, now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules, my life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout the
Và tôi đã thực hiện lần đầu đổ vỏ trứng các bạn. Bây vỏ trứng nó bị vỡ hết rồi các bạn ạ. Lưng tôi thì không sao hết các bạn, không sao. Bây vỏ trứng nó vỡ hết rồi. Bị vỡ hết rồi. Và bây giờ tôi sẽ tiếp tục đổ nha các bạn. Tiếp tục đổ người và vỏ trứng nha. Thử thách đổ người vỏ trứng lần 2 nha. Tôi sẽ tiếp tục nha. Ok, và bây giờ tôi sẽ bắt đầu thực hiện thử thách đổ trứng lần 2 các bạn nha. Ok, và lần 2 tôi đã được hoàn thành các bạn. Nó chỉ hơi rát rát thôi và lưng tôi hơi đỏ các bạn. Không sao hết các bạn. Nó chỉ bình thường thôi. Và bây giờ tôi sẽ gom đống trứng này thành một đống các bạn. Một đống. Và tôi sẽ đổ lần cuối các bạn. Lần thứ 3 nha, lần cuối tôi sẽ đổ vào đống trứng này. Xem nó nát hết không? Tôi đã gom thành một đống rồi. Và bây giờ sẽ bắt đầu nha. Và bây giờ tôi sẽ thực hiện thử thách đổ người vào trứng lần cuối các bạn. Gonna give it a shot, only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Ok, và tôi đã thực hiện xong thử thách đổ người vỏ trứng các bạn. Thử thách này một thử thách trải nghiệm. Nó chia sẻ cảm giác là chỉ hơi rát rát lưng thôi, không sao hết các bạn ạ. Và đến đây thì video tôi đã kết thúc rồi các bạn. Và các bạn ủng hộ tôi bằng cách ấn like, subscribe, đăng ký kênh tôi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye. The first time of today.
Can I be your superhero?